bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bastien chính thức được thừa kế tài sản như có một đức tính của người Việt, nghi thế chỗ Maros. Không ít thông tin cho biết nhờ việc Maros sang Hàn Quốc du học nên Bastien mới được gần gũi bên cạnh mẹ nuôi Angelina Jolie nhiều hơn. Sau khoảng thời gian thân thiết, Bastien được cho là đã có tên trong danh sách thừa kế tài sản nhờ có một đức tính của người Việt. Cuộc đời của Bastien thay đổi kể từ khi được Angelina Jolie nhận nuôi vào tháng 1 năm 2007. Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Bast bước vào thế giới Hollywood đầy hoa lệ, được tận hưởng cuộc sống giàu sang với những điều kiện ưu việt nhất. Nhờ đó, khi bước sang tuổi trưởng thành, Bastien hiện đã trở thành chàng thanh niên thực thụ, rắn rỏi và mạnh mẽ. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, cậu luôn gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, dáng dấp nam tính cùng phong thái chững chạc, bản lĩnh và tự tin. Cũng giống như những đứa con khác của Angelina Jolie, Bastien là gương mặt được truyền thông lẫn công chúng săn đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, cậu lại đặc biệt kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước ống kính. Thậm chí trong tất cả những đứa trẻ nhà Jollibee, Bast là người kín tiếng và kiệm lời nhất. Cũng chính vì điều này mà mối quan hệ giữa Bastien và mẹ không bằng được anh trai Maros. Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin tiết lộ, Angelina Jolie cảm thấy Bastien lại là đứa trẻ tình cảm và mạnh mẽ nhất trong gia đình. Cậu luôn nhường nhịn, chăm lo và bao bọc các em như một người anh lớn trong nhà, điều mà Maros. Nhiều người nhận xét Bast có nét tính cách đặc trưng của người Việt, đó là giàu lòng yêu thương và gắn bó với gia đình sâu sắc. Angelina Jolie từng chia sẻ, Bast thích nhường nhịn và vui chơi với các em, lúc nào Bast cũng chăm lo cho các em như người anh lớn sẵn sàng bảo vệ em mình. Từ một đứa bé không thích bị đeo bám, nhưng Bast lúc nào cũng dõi mắt theo các em và khi ra đường cũng phải nắm tay các em như sợ bị lạc vậy. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, anh cả Maros sang Hàn Quốc du học, Bastien là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Angelina Jolie. Cậu cũng là đứa con xuất hiện của minh tinh Maleficent thường xuyên hơn cả. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nhờ việc vắng bóng Maros, Bast ngày càng thân thiết hơn với mẹ. Cũng chính điều này khiến được minh tinh thay đổi suy nghĩ về quyền thừa kế. Trước đó, theo thông tin được công bố, Angel quyết định giao quyền thừa kế cho Maros khối tài sản 116 triệu đô la Mỹ. 5 người con còn lại không có quyền thừa kế. Tuy nhiên, hiện quyền thừa kế đã có sự thay đổi và tên Bastien đã nằm trong danh sách. Về phía Brabit, nam tài tử được cho là đang muốn tranh giành khối tài sản với Angelina Jolie và sẽ không để lại bất cứ tài sản nào cho các con nuôi. Tình cảm giữa cha con Brabit rạn nứt sau khi anh ly hôn Angelina Jolie vào năm 2016. Trước khi mọi chuyện kết thúc, Brabit đã tác động vào cổ một trong những đứa trẻ và vào mặt một đứa khác. Các con cầu xin cha chúng dừng lại, tất cả đều sợ hãi, nhiều đứa trẻ đã khóc. Đơn kiện của Angelina Jolie viết về vụ xô xát trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ ngày 14 tháng 9 năm 2016. Hàng loạt cáo buộc chống lại Pitt đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của nam diễn viên với các con của anh. Theo The Times, có một điều chắc chắn rằng, sau khi tuyên bố ly hôn Angelina Jolie vào năm 2016, Brabit chưa bao giờ công khai chịu ảnh quay quần bên đủ 6 đứa con là Maros, Bastien, Zahara, Silos, Cao Sông Sinh, Vivian Nee và Knoss. Nhiều nguồn tin tiết lộ tình cảm cha con họ bị rạn nứt, Maros và Bastien đã không còn nói chuyện với Pitt một thời gian khá dài. Nhờ vậy, sau phim Babylon vẫn nỗ lực tìm cách hàn gắn với đám trẻ. Us Weekly cho biết, Brad thất vọng vì không được gần gũi với con hơn. Anh coi mâu thuẫn với Maros là mất mát lớn. Không chỉ ngầm thừa nhận mâu thuẫn với cha nuôi, Maros còn muốn xóa họ Pitt khỏi tên. Chàng trai 21 tuổi đã không dùng họ Pitt trong các văn bản hành chính vì muốn họ đổi thành Jolie một cách hợp pháp. Brabit và Angelina Jolie kết hôn tại Pháp vào tháng 8 năm 2014 sau gần 10 năm bên nhau và có 6 con chung, cả con ruột và con nuôi, gồm Maros, Bastien, Zahara, Silos, Cao Song Sinh, Vivian Nee và Knoss. Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9 năm 2016 vì lý do mâu thuẫn không thể hòa giải. Cặp đôi được tuyên bố độc thân hợp pháp vào 3 năm sau đó. Tuy nhiên, cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận về quyền nuôi con. Angelina muốn toàn quyền nuôi các con, trong khi Brabit muốn được nuôi con chung. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.